mọi người, à, mọi người thấy mình vừa mới bôi một cái son màu rất là căng đúng không? màu hồng mà khi mà bôi lên môi thì môi rất là căng bóng và mịn màng luôn. để thì mình chia sẻ cho mọi người nha. thì rất là nhiều bạn hỏi mình là cái bí quyết nào mà lúc nào cũng thấy môi của mình căng mọng và à, lên màu rất là chuẩn cả. thì đây đây chính là cái bí quyết của hương chính là cây son dưỡng của thương hiệu đi đây là một sản phẩm được nhập khẩu từ hà lan nha mọi người ha và với cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp chúng ta là à, chị thâm môi nè chị nứt nẻ môi giúp cho môi căng bóng mình màng làm hồng môi và đặc biệt cái sản phẩm này cũng giúp làm hồng nhũ hoa nữa nha mọi người ha thì với cái sản phẩm này thì được chiết xuất từ một trăm phần trăm từ những cái thành phần từ thiên nhiên như là từ à, việt quốc nè chiết xuất từ hoa hướng dương vitamin e đấy thì những cái thành phần này nó sẽ giúp dưỡng cái môi cái làn da của môi môi mình nè nó giúp căng mọng nè làm hồng môi nè à, chống nứt nẻ nè chống nhăn cũng như là nó sẽ dù là mọi người có ngừng sử dụng thì cái môi của mình nó cũng không có bị thâm trở lại ha và cái mùi hương của cái son này thì rất là thơm và rất là nhẹ luôn và khi mà mình môi lên đó mọi người nhìn nè màu rất là đẹp đúng không để màu hồng rất là đẹp luôn đây là một dòng son dưỡng có màu nha mọi người nha và à, cái sản phẩm này thì được à, Bộ Y tế cấp phép và đã được Bộ Y tế chứng nhận là một cái sản phẩm an toàn và đặc biệt nữa là sản phẩm này không có chứa trì như mọi người ha. Nên khi mọi người sử dụng là mọi người yên tâm từ cái vấn đề mà thăm môi nha. Tại vì cái này là chị thăm môi rồi, chị nứt nẻ môi rồi và đặc biệt là cái sản phẩm này à, ngay cả mẹ bỉm sữa hay là em bé đều sử dụng luôn. Tại vì cái thành phần nó rất là an toàn. Đấy và cái sản phẩm này chỉ có giá thị trường là 159 k thôi. À, phí ship toàn tỉnh là chỉ có 20 k nhưng mà khi mọi người mua hai thỏi trở lên thì sẽ có có giá là 270k và free ship toàn tỉnh luôn cho mọi người ha Đấy thì những ai mà đang gặp phải những cái vấn đề mà môi của mình bị khô này Nhất là những bạn hay ở môi trường máy lạnh ấy Thì mọi người nên sử dụng một cái son như thế này Và mình cực kỳ ưng ở cái sản phẩm này là Mình chỉ cần dùng khoảng 7 ngày đầu tiên là môi của mình đã hết thâm rồi Tại vì trước đó là mình hay dùng son lì Thì môi của mình nó bị thâm viền ấy nè Nên bây giờ hết rồi mọi người nhìn nè Khi mà đánh cái son này lên thì nó mịn cực là mịn luôn Mà màu rất là chuẩn luôn Đấy rất là bám luôn nè mọi người đấy thấy không? đấy đấy rất là thích và mọi người nên sử dụng cái sản phẩm này một ngày từ 2 đến 3 lần nhé à, mọi người cũng có thể là kết hợp một tuần chúng ta nên tại tiếp bào chết môi khoảng từ 1 đến 2 lần bằng kể bằng chảy đến răng để cho khi mình sử dụng cái son dưỡng này lên thì nó sẽ tăng cái hiệu quả hơn ha bye bye mọi người và chúc mọi người luôn có một cái làn môi căng mọng hồng hào nhé